Xin chào bà con, thì hôm nay mình có vườn đến vườn của bà con nông dân đây. Đây là sầu riêng Dona, khu vực tỉnh Đăk Lắk chúng ta, một số vùng đã thu hoạch rồi đây. Thì đây là những ông vua sầu riêng, nói chung đang ở giai đoạn là được thu hoạch, trái rất nhiều, xanh, đẹp, tròn, đều. Đây là đống sầu riêng Dona các bạn, đang xem nè. Cái đây thì đã cắt và thu hoạch xong rồi. Thì để làm ra cái sầu riêng, nói chung là bà con nông dân ta rất là vất vả. Thì tới giai đoạn này, giai đoạn rất là quan trọng đó là thu hoạch và lấy tiền. Tới thu hoạch và lấy tiền, hầu như nông dân con rất là vui, rất là thích. Thì đây là nhà vườn. Thì ở đây chung là bà con cũng sau một năm chăm sóc á, thì bây giờ giai đoạn này thu hoạch, nói chung là trái rất đẹp. Nói chung là những ông vua sầu riêng này, những năm gần đây á, trái sầu riêng được xứng danh gọi là vua sầu riêng. Cái thứ nhất á, là hầu như một số bà con nông dân chúng ta đều thích ăn. Cái thứ hai nữa, cái mùi thơm nó rất thích, chung là nhìn là thấy thích rồi. Ở trên cây thấy thích, nhưng mà khi mà cắt xuống thu hoạch á, hầu như bà con lại thích, rất là thích thú. Thì cái này trực tiếp mình quay tại vườn về cái cách mà thu hoạch của bà con nông dân sau khi mà cắt xuống á, thì xếp lên xe để vận chuyển về nơi. Thì clip này mình quay toàn quá bộ quá trình của bà con nông dân, đó là thu hoạch và xếp lên xe. Nói chung bà con nhìn coi cái trái rất là tròn, rất là đẹp. Nói chung là cái sầu riêng Dona chúng ta làm như thế này hầu như là rất là tuyệt vời và đẹp. Thì bà con cứ xem mấy clip nha, mình quay rất là dài về cái quá trình mà sắp xếp hàng thu hoạch và xếp lên xe. Thì để coi một số bà con nông dân người ta ở những vùng không có quả sầu riêng, con có thể xem được cái quá trình mà thu hoạch của những nông dân ở Đắk Lắk chúng ta và một số tỉnh thành nó khác nhau. Thì mỗi vùng có những cái cách thu hoạch khác nhau và những cái phương tiện vận chuyển khác nhau. Thì đây đối với khu vực Đắk Lắk của chúng ta, thì những bà con nông dân ở Đắk Lắk thì cũng chuẩn bị vào cái giai đoạn gọi là thu hoạch sầu riêng và chuẩn bị cũng nhờ vào giá thành của thị trường. Nếu giá thành cao thì bà con sẽ được một cái mùa bội thu rất là cao và yên tâm hơn. Thì đây là toàn bộ quá trình, thì mình sẽ quay rất là dài con từ quá trình căng, ký và sắp xếp lên xe hết một cái đống sầu riêng như thế này. Và cái cách xếp như thế nào để chúng ta vận chuyển nó không bị dập gai. Cái quan trọng nhất cái sầu riêng này chúng ta là gai, đừng để nó bị dập. Nên qua đó cái công tác xếp mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết cho bạn con xem. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi nha. Mình quay rất là chi tiết cho bà con xem.